Chào các bạn, bây giờ là 9 giờ sáng ngày thứ tư 12 tháng 01 năm 2022. Các bạn đang biết mình đứng ở đâu không ạ? Mình đang đứng ở khu vườn nhà mình, nơi có những chậu hoa hồng cắt cành ngày 15 tháng 11 âm lịch. Thưa các bạn, có rất nhiều thể trạng mà nó gây cho mình rất nhiều cảm xúc. Nhưng những hình ảnh ở chậu hoa hồng này thì ngày mai thứ năm mình mới quay cho các bạn xem các bạn nhé. Còn hôm nay mình dành hết thời gian cho các bạn xem một cây hoa hồng đặc biệt, một sự đặc biệt không tưởng. Và chú hồng đã khám phá ra một điều rất quan trọng mà chúng ta vẫn đang luôn tìm tòi, đặc biệt là những người yêu hoa hồng đang tìm tòi một công thức nào đó cho những chậu hoa hồng của chúng ta. Sự phát triển kỳ lạ trên những cây hoa hồng này đã làm cho chú hồng phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì trên mảnh vườn các bạn đang nom đây có rất nhiều cây hoa hồng, nhưng mỗi cây một thể trạng, tuy rằng chúng cùng cắt cành một ngày và cây hoa hồng này cũng cắt cành vào một ngày, chỉ có một điều đặc biệt, chúng được chăm sóc và trồng trên một không gian, trên một thể trạng khác hoàn toàn, mà sự phát triển của nó bây giờ mình không thể tin được các bạn nhé. Và không để các bạn đợi lâu, mình sẽ dành hết 10 phút video này giới thiệu tường tận cho các bạn cây hoa hồng đào cổ này và hiện tại xem nó phát triển ở mức độ như thế nào và lứa hoa Tết này nó sẽ nở có bao nhiêu trăm bông. Thưa các bạn, mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem những ảnh chú hồng review cận cảnh những chậu hoa hồng này, một chậu hoa hồng đặc biệt này các bạn nhé. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, thời tiết ở Bắc Giang hôm nay buổi sáng đúng như dự báo của khí tượng là nhiệt độ bây giờ tầm cỡ 14 tới 15 độ. Còn ban đêm thì có lúc xuống 11 đến 12 độ. Thưa các bạn, và một nền thời tiết như thế này, những cây hoa hồng của chúng ta đã phải chống chịu với cái lạnh mà bản thân chúng không ưa thích. Và đây là hình ảnh cây hoa hồng 6 năm tuổi mình quay cho các bạn xem như Trung Hồng vừa nói. Thưa các bạn, một cây hoa hồng 6 năm tuổi được cắt cành cũng ngày 15 tháng 11 âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12, được 25 ngày. Những cây hoa hồng có mầm lộc như thế này thì Trung Hồng vẫn nghĩ rằng nó vẫn nở trước Tết âm lịch các bạn nhé. Vẫn nở trước Tết âm lịch chứ không thể đẹp và rực rỡ vào ngày 30 Tết như Trung Hồng vẫn chia sẻ với các bạn. Bởi vì một thể trạng như thế này thì những bông hoa, những cành nụ dù thời tiết có thế nào chăng nữa chúng vẫn nở rực rỡ vào ngày 25 hoặc 28 tháng chạp, nghĩa là chúng không chơi Tết không đẹp ở cái thể trạng như thế này các bạn nhé. Và thưa các bạn, đây là một cây hoa hồng đặc biệt mà chúng phát triển như thế này, phát triển như không có gì tốt hơn các bạn nhé, mà chú hồng không hề chăm bón gì, trồng ở một nền đất khô cằn các bạn nom đấy. Các bạn nom nền đất khô cằn các bạn, mình còn không cuốc sới các bạn nhé. Nhưng đúng là những phân gia súc gia cầm mình hay quét dọn chuồng trại cho nên mình cũng đổ xuống đây vào khoảng độ một vài thúng gì đó các bạn nhé. Cho nên bây giờ nó như thế này các bạn, đây gốc của nó như thế này, mình để dám bụi mà các bạn, và bây giờ nó lên như thế này các bạn. Các bạn lưu ý là mình vẫn cắt cành ngày 15 tháng 11 âm lịch, hôm nay được đúng 25 ngày các bạn nhé, mà thể trạng như thế này. Thể trạng như thế này, nếu khi lứa hoa này nở ra thì trên cây hồng này sẽ có nhiều trăm bông hoa. Cây hồng này sẽ có nhiều trăm bông hoa các bạn nhé. Lý do nào để cho cây hồng này phát triển? Trung Hồng đã mường tượng và hiểu ra được chúng đã có đủ dinh dưỡng. Mà chúng ta chăm sóc trong những chậu kia đã không đủ dinh dưỡng cho chính những cây hoa hồng của mình. Đây, những cây hoa hồng trong chậu
thì chúng tôi quay cho các bạn xem đây. Cũng thế này nhưng vẫn là thiếu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng thì chúng mới không phật mạnh. Đây các bạn nom cùng một không gian đây các bạn nhé. Thì cây này trồng dưới chậu đây. Cây này các bạn cũng 4 năm tuổi, 3 năm rưỡi, 4 năm tuổi các bạn nhé. Không phải là ít đấy nhé. Chỉ trồng sau cây kia thôi. Mà các bạn nom hai cái thể trạng khác hẳn nhau. Đây là chú Hồng cũng chăm rất là chăm. Nhưng so với những cây hoa hồng được trồng ở dưới đất thì sự chăm sóc đó chỉ được 50% các bạn nhé. Một cây hoa hồng đào cổ như thế này, lứa hoa này chú Hồng sẽ liên tục quay cho các bạn xem. Và nếu cây hoa hồng này mà đánh được một cái chậu đẹp, chú Hồng định để cây hoa hồng này từ mặt đất, nghĩa là từ mặt đất là chưa xuống rễ đâu các bạn nhé, lên tầm cỡ khoảng độ 2 mét thì chú Hồng sẽ đánh lên một cái chậu, hoặc là chú Hồng sẽ bón phân thật tốt để cho nó lên 2 đến 3 mét xem nó cổ thụ như thế nào cây hoa hồng này. Và với một hình dạng như thế này thì lứa hoa này mình sẽ liên tục quay cho các bạn xem, cây hoa hồng này sẽ có 1 đến 200 đến 300 bông hoa. Các bạn nó một cành lộc như Trung Hồng đã chia sẻ với các bạn ở một bài viết cách đây mấy hôm, vườn hoa nhà cậu mình. Nếu như mỗi một cái nõn có một cái nụ thì hoa không bao giờ to các bạn nhé. Và một cái mầm phải như thế này, nó tẽ ra một cành như thế này và một cành như thế này, trên mỗi cành như thế này có vài ba bông hoa thì nguyên một cái cành nụ này có đã 10 bông hoa các bạn nhé. Và cái cành này các bạn nom, cái ngọn này cũng là ở một cái cành, các bạn nom kỹ á, cũng là một cái cành các bạn nhé. Đây mình vạch cho các bạn xem nhé, đây vạch các bạn xem đây, đây vạch các bạn xem nhé. Thì những cái cành này sẽ ra ít nhất tầm cỡ 2 đến 30 bông hoa trên một cái cành này, bởi vì các bạn nom cái đầu ngọn này đã có 3-4 bông các bạn nhé. 3-4 bông thì những cái ngọn dưới nó phật lên nó cũng có rất nhiều bông hoa. Nếu chăm một được chăm sóc được một chậu hoa hồng như này, chúng Hồng nghĩ rằng nếu ở trong chậu thì chúng ta không bao giờ chăm sóc được một chậu hoa hồng tốt như thế này. Bởi vì khi chúng được trồng ở dưới đất, bộ rễ nó sẽ ăn ra rất rộng các bạn nhé. Ngoài việc chúng ta bón phân, đây là chú Hồng vừa mới chia các bạn, là rất nhiều phân gia cầm và gia súc. Mình đã đổ trong cái hố này và mình khoảng độ mấy thúng các bạn nhé. Và mình trồng nó lên vào năm nay năm thứ 6. Các bạn nằm những cái mầm nó lên thế này. Các bạn nó mầm thế này. Đấy, các bạn nằm. Thế cho nên rằng khi chúng ta trồng hoa hồng ở trong chậu, điều đặc biệt mà chúng không phát triển được như thế này là chúng ta đã chăm sóc không đúng kỹ thuật. Tại sao chúng hoa hồng lại nói là chúng ta chăm sóc không đúng kỹ thuật mà trong đó có cả chú hoa hồng? Bởi vì chúng ta không thiếu thức ăn, nhưng nó ăn phải lúc nào, ăn thế nào để chúng hấp thụ dinh dưỡng thì chúng ta chưa tìm được một bài toán lý giải cho việc nhu cầu của chúng chăm sóc như thế nào, mà chúng ta chỉ chăm theo bản năng của chúng ta. Cho nên chăm rất nhiều nhưng cây hoa hồng đã không hấp thụ được. Cho nên chính vì sự không hấp thụ được như vậy, cho nên những cây hoa hồng chăm trong chậu cũng không kém mấy, nhưng bây giờ thì xác sơ như thế này. Để các bạn không, mình quay ngay gần để cho các bạn so sánh luôn thì các bạn nhé. Đây mình quay đây, mà bên kia là cây hoa hồng đỏ đấy các bạn không. Đây, đây cây hoa hồng này. Thế cho nên chúng ta cũng phải nghiên cứu tìm tòi xem những phân bón của chúng ta cho vào những cây hoa hồng này như thế nào để chúng hấp thụ tốt, để có một độ mầm nọc như thế này. Nhiều trăm bông hoa hồng trên một cây như thế này là có thể ở lứa hoa này và chúng sẽ rất đẹp các bạn nhé. Tiếp đến, nếu chúng ta giữ đến được những cây hoa hồng này nhiều trăm bông thì thưa các bạn, chúng ta phải bảo vệ bằng được sâu bệnh. Nếu ở thế trạng như thế này có bọ trĩ và nhện đỏ thưa các bạn thì nó vô cùng thích ở diện mầm lộc như thế này các bạn nhé. Mầm lộc cây hoa hồng này là nó rất thích, cho nên các bạn nom ạ. Đấy các bạn nom ạ. Mầm lộc như thế này chúng ông nghĩ rằng trồng trong chậu thì chúng ta không mơ ước được những chậu hoa hồng như thế này. Không biết những chậu hoa hồng của nhà các bạn thể trạng hiện tại ra sao rồi, nhưng của chú hoa hồng năm nay có rất nhiều thể trạng, mà mỗi một thể trạng đều gây cho mình những cảm xúc. Đây cũng là một thể trạng đặc biệt mà đã cho chú hoa hồng những cảm xúc đặc biệt để giới thiệu cho các bạn hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2022 các bạn nhé. Năm 2022 để các bạn nòm.
mình đi xung quanh để các bạn nó mục thử tị rõ ràng những chỗ ông này. Đấy. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh chậu hoa hồng trồng dưới đất 6 năm tuổi đào cổ mà chú Hồng tin chắc chắn rằng lứa hoa này nó sẽ có nhiều trăm bông hoa và những lứa hoa này sẽ vô cùng to lớn, to và rực rỡ. Chúng tôi sẽ liên tục quay review cho các bạn xem cận cảnh sự phát triển của cây hoa hồng này. Chú Hồng hy vọng với những hình ảnh này và những thuyết minh của chú Hồng, các bạn sẽ rút ra được một điều gì đó áp dụng ngay cho chính những chậu hoa hồng của mình. Nếu các bạn thấy kênh Chú Hồng và những bài đăng trên trang viết này là hữu ích, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh Chú Hồng. Nếu bạn nào đăng ký kênh rồi thì hãy nhấn like, chuông để mỗi khi Chú Hồng livestream hay có những bài viết về hoa hồng, chăm sóc hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đang được trồng ở trong chậu, những bài viết đó sẽ nhảy vào ngay thiết bị của bạn và bạn không phải tìm tòi. Chú Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành 10 phút xem hết video này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.